Bạn có biết rằng động vật nhìn thế giới khác với chúng ta không? Nghe này, chim bồ câu thật ra có tầm nhìn tốt hơn con người đấy. Điên nhỉ? Thế nên, hãy thử nhìn thế giới từ đôi mắt của động vật nhé. Hãy bắt đầu với loài rắn. Cách nhìn thế giới của chúng hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng có các thụ thể nhạy cảm với tia hồng ngoại đặc biệt ở mõm. Điều này cho phép rắn nhìn thấy bức xạ nhiệt của động vật có vú máu nóng. Bây giờ, hãy chuyển sang loài bò. Những ông lớn này không thấy màu sắc tốt như con người. Chúng không thể nhìn thấy màu đỏ vì chúng không có các thụ thể cần thiết trong võng mạc để nhận biết màu đó. Vì vậy, chúng chỉ cảm nhận được các biến thể của màu xanh lam và xanh lá cây thôi. Ngoài ra, chúng không thích khi ai đó tiếp cận từ phía sau. Chúng có tầm nhìn gần như toàn cảnh và khu vực duy nhất chúng không thể nhìn thấy là đằng sau lưng. Vì vậy, nếu bạn đã từng lén theo dõi một con bò, hãy chắc chắn rằng bạn thông báo trước cho chúng nhé. Ngựa có một điểm mù ngay trước mặt do vị trí đặt mắt của chúng. Điều này có nghĩa là chúng không thể nhìn thấy mọi thứ ngay trước mặt. Ngoài ra, ngựa không nhìn thấy nhiều màu sắc như chúng ta. Cũng giống như bò, thế giới của chúng chủ yếu được tạo thành từ màu xanh lục, vàng và xanh lam. Tội nghiệp quá đi! Mắt cá có cơ quan thụ cảm tia cực tím và thấu kính hình cầu hơn mắt người. Điều này mang lại cho cá tầm nhìn gần như 360 độ. Đối với màu sắc, chúng có thể nhìn thấy tất cả những màu giống như con người chúng ta. Nhưng vì ánh sáng hoạt động khác dưới nước nên chúng gặp khó khăn trong việc phân biệt màu đỏ và các sắc thái của nó. Cá biển sâu có thể dễ dàng nhìn được trong bóng tối. Đỉnh phết đấy. Mặt khác, cá mập hoàn toàn không thể phân biệt được màu sắc, nhưng chúng nhìn rõ hơn nhiều ở dưới nước so với chúng ta. Chim có một số cách ngắm thế giới khá độc đáo. Không giống như người, chim có thể nhìn thấy ánh sáng cực tím. Điều này giúp chúng phân biệt giữa con đực và con cái trong loài của mình, cũng như định hướng tốt hơn trong môi trường xung quanh. Ngoài ra, chúng rất giỏi tập trung. Ví dụ, chim ưng và đại bàng có thể tập trung vào một con chuột nhỏ trên cánh đồng trong khoảng cách 1 dặm. Chim bồ câu có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết nhỏ. Vì vậy, nếu bạn cần tìm một vết nứt trên vỉa hè, chỉ cần hỏi nó thôi. Và nhân tiện, nó có tầm nhìn 340 độ. Và nhìn chung, tầm nhìn của chúng được gọi là tốt gấp đôi so với con người. Đấy, bạn thấy chưa? Quá là ghen tị với chim bồ câu nha. Côn trùng cũng có khả năng thị giác kỳ lạ chẳng kém. Ví dụ, ruồi có hàng ngàn cơ quan thụ cảm mắt nhỏ hoạt động cùng nhau để cung cấp cho chúng một bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra xung quanh. Hơn nữa, chúng nhìn thấy mọi thứ trong chế độ chuyển động chậm. Ngoài ra, chúng có thể nhìn thấy cả tia cực tím. Điều này giúp chúng giao tiếp. Ong có vấn đề riêng của chúng. Chúng không thể biết màu đỏ là gì. Đối với ong, nó trông giống như một màu xanh đậm. Dở thế cơ chứ. Giờ đến lũ chuột, những anh chàng nhỏ bé này cũng không thể nhìn thấy màu đỏ. Nhưng đó không phải là phần kỳ lạ nhất. Một trong hai mắt của chúng tự di chuyển. Vì vậy, chúng luôn nhìn thấy hai mảnh. Thật ngạc nhiên khi chuột không đâm nhiều vào tường nhỉ. Mèo không nhìn thấy các sắc thái đỏ hoặc xanh lá cây, nhưng chúng nhìn thấy các màu nâu, vàng và xanh lam rõ như lâu ly. Ngoài ra, mèo con có góc nhìn rộng. Vì vậy, mèo con được nhiều thứ ở hai bên hơn con người. Còn nữa nè, khi bên ngoài tối đen như mực, mèo trở nên giống ninja và có thể nhìn rõ hơn chúng ta gấp 6 lần. Đồng tử của chúng điều chỉnh rõ theo từng điều kiện ánh sáng như có ma thuật vậy. Giờ cùng nói về loài cún nha. Những người bạn lông lá này không thể nhìn thấy màu đỏ hoặc cam, nhưng màu xanh lam và tím thì được. Ngoài ra, chúng có thể phân biệt 40 sắc thái khác nhau. Ấn tượng phết nhỉ? Nhưng tiện thì, ếch rất kén ăn. Chúng thậm chí sẽ không bận tâm đến thức ăn nếu nó không di chuyển. Chúng có thể bị bao vây bởi một bầy bọ ngon lành. Nhưng nếu đám bọ không ngọ nguậy, ếch thậm chí sẽ chẳng thèm để mắt tới cũng nên. Và chúng cũng không phải là những sinh vật tinh ý đâu. Nếu một cái gì đó không quan trọng với chúng, giống như một cái bóng, loài ếch thậm chí sẽ không buồn nhìn luôn. Tắc kè hoa có đôi mắt có thể di chuyển độc lập với nhau. Vì vậy, chúng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà không cần quay đầu lại. Loài này thậm chí có thể nhìn thấy hai ảnh cùng một lúc, giống như một bộ phim kép, một ở phía trước và một ở phía sau. Khá ấn tượng phải không? Bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên có tầm nhìn 360 độ như tắc kè hoa? Nhớ bình luận nhé!